Thưa quý vị, như chúng tôi đã thông tin, chiều qua tại trụ sở Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng để cho ý kiến vào dự thảo các văn kiện và phương án nhân sự trình Đại hội Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ 22, nhiệm kỳ 2020-2025. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị và đại diện lãnh đạo các ban đảng Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng. Về phía thành phố Đà Nẵng có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Nho Trung cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng. Tham dự buổi làm việc còn có Văn phòng Thành ủy và lãnh đạo một số sở ngành của thành phố Đà Nẵng. Tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa thay mặt Thường trực Thành ủy Đà Nẵng báo cáo Bộ Chính trị về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ 22, nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, thời gian qua, thực hiện chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, Thành ủy Đà Nẵng lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội cấp cơ sở và cấp trên cơ sở. Kết quả bầu cử cấp ủy, ban thường vụ, ủy ban kiểm tra và các chức danh bí thư, phó bí thư tại các đại hội đều đủ số lượng, đúng định hướng và cơ bản đảm bảo cơ cấu. Ngoài ra, công tác nhân sự được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, quy định của chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, hướng dẫn 26 của Ban Tổ chức Trung ương. Đối với văn kiện đại hội, trọng tâm là báo cáo chính trị được Thành ủy Đà Nẵng triển khai xây dựng với quy trình khoa học chặt chẽ, nghiêm túc theo đúng tinh thần chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, Nghị quyết 43 của Bộ Chính trị để xây dựng và phát triển thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trong quá trình xây dựng dự thảo báo cáo chính trị, Thành ủy Đà Nẵng đã tập trung phát huy dân chủ, tập hợp được trí tuệ của toàn đảng bộ và các tầng lớp nhân dân. Thành ủy Đà Nẵng đã tổ chức thảo luận nhiều lần trước khi thông qua. Ban Thường vụ Thành ủy 5 lần cho ý kiến, đồng thời qua ý kiến góp ý của các ban bộ ngành trung ương, đặc biệt là tiếp thu các bài viết của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về chuẩn bị, tiến hành thật tốt Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13 và bổ sung đánh giá tác động của đại dịch COVID-19, thực hiện mục tiêu kép theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã nghiên cứu, tiếp thu, hoàn chỉnh lại các dự thảo báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm và phương án nhân sự để trình xin ý kiến của Bộ Chính trị. Dự thảo báo cáo chính trị xác định chủ đề Đại hội Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ 22, nhiệm kỳ 2020-2025 là nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy sức mạnh đồng thuận và các động lực tăng trưởng, xây dựng thành phố Đà Nẵng giàu đẹp, an bình, văn minh hiện đại với ba nhiệm vụ trọng tâm đột phá được xác định. Một là xây dựng Đảng, chính quyền và công tổ chức trong hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, tiên phong đổi mới và phát triển, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố nhanh và bền vững. Thứ hai, thực hiện đồng bộ các giải pháp khắc phục ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, sớm lấy lại đà tăng trưởng kinh tế xã hội của thành phố, đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, trọng tâm là phát triển ngành công nghiệp công nghệ cao và công nghiệp thông tin, gắn với đẩy nhanh xây dựng đô thị khởi nghiệp sáng tạo, thành phố thông minh, tạo nền tảng thúc đẩy phát triển các ngành lĩnh vực mới, nhất là kinh tế số, xã hội số và chính quyền số. Thứ ba, triển khai quyết liệt đồng bộ có hiệu quả nghị quyết số 119 của Quốc hội về thí điểm mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng. Về công tác nhân sự Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 22, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã chỉ đạo tập trung đánh giá cán bộ, thẩm định tiêu chuẩn chính trị, tổng kết đề án nhân sự và công tác nhân sự đại hội nhiệm kỳ 2015-2020, rút ra bài học kinh nghiệm, qua đó thực hiện một cách chặt chẽ, dân chủ các quy trình công tác chuẩn bị nhân sự đại hội nhiệm kỳ 2020-2025, đảm bảo yêu cầu theo chỉ thị số 35 và các hướng dẫn của Trung ương về tiêu chuẩn số lượng cơ cấu. Sau khi nghe đồng chí Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa trình bày báo cáo tóm tắt các dự thảo văn kiện và phương án nhân sự trình Đại hội Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ 22, nhiệm kỳ 2020-2025, lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng trình bày tổng hợp các ý kiến tham gia của các ban bộ ngành trung ương, ý kiến phát biểu tại buổi làm việc của các đồng chí đại diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các đồng chí tham dự buổi làm việc. Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận và đánh giá cao công tác chuẩn bị văn kiện của Thành ủy Đà Nẵng. Thì Bộ Chính trị, Ban Bí thư thấy rằng các đồng chí chuẩn bị nghiêm túc,
chu đáo, công phu, khoa học theo đúng văn bản hướng dẫn của Trung ương. Đặc biệt là các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp có trọng tâm, có trọng điểm. Đặc biệt là chúng tôi đánh giá cao cái lắng nghe các đồng chí, đó là các bộ ngành trung ương, các đồng chí lãnh đạo cũ của Đà Nẵng. Qua đây thì tinh thần dân chủ trong đảng, trong nhân dân. Và có thể kết luận một điều là nhìn tổng thể các dự thảo văn kiện cơ bản đủ điều kiện để trình đại hội đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ 22, nhiệm kỳ 2025. Về đánh giá tình hình kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 21, nhiệm kỳ 2015-2020, Bộ Chính trị cơ bản đồng ý với những nhận định, đánh giá đã nêu trong dự thảo báo cáo và đồng thời lưu ý, nhấn mạnh một số nội dung như Đà Nẵng đã tập trung thực hiện khá tốt 3 khâu đột phá. Thứ nhất, về phát triển các ngành dịch vụ, nhất là ngành du lịch, trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, có thương hiệu và khả năng cạnh tranh quốc tế. Thứ hai, về đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng được triển khai đồng bộ, có trọng điểm, diện mạo đô thị của thành phố tiếp tục thay đổi nhanh, phát triển theo hướng thân thiện môi trường. Thứ ba, về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, bước đầu mang lại hiệu quả, nhiều cán bộ phát huy năng lực sở trường được bổ nhiệm vào vị trí lãnh đạo. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đánh giá cao nỗ lực khắc phục những hạn chế trong nhiệm kỳ qua của tập thể lãnh đạo thành phố. Mấy năm qua, Đà Nẵng vừa phải tập trung khắc phục vi phạm, khuyết điểm, hạn chế của nhiệm kỳ trước nặng nề lắm các ông chí. Năm 2020 là tiếp tục khắc phục Covid-19. Nhưng mà các ông chí chỉ phóng, các ông chí đều nói cái ý này. Các đồng chí đoàn kết, năng động, sáng tạo, vượt qua được khó khăn, khống chế được dịch bệnh giai đoạn 15-20, đạt được nhiều thành tích trong phát triển. Đây là khái quát nhất mà tôi đưa ra. Đâu các ông chí. Và đây cũng là cái niềm tự hào khẳng định lại cái vị thế trung lãnh đạo của đảng, quản lý nhà nước và cái nô nức làm chủ của nhân dân Đà Nẵng đối với sự thực hiện hiểu với chúng ta. Tuy nhiên, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cũng cho rằng Đà Nẵng thời gian qua chưa phát triển xứng tầm với tiềm năng, lợi thế của thành phố, như một chiếc lò xo lâu ngày bị nén lại và đã đến lúc phải bung ra để đẩy mạnh phát triển trên các lĩnh vực. Các đồng chí là một trung tâm kinh tế của Việt Nam, môi trường đầu tư tốt, nhất là các chỉ số. Hôm nay Ủy ban nhân dân Đà Nẵng tôi nói bằng trên. Không như cố gắng lắm, nhất là ủy ban nhân thành phố, hạ tầng kết nối tốt, có tiếng về thu hút dòng vốn đầu tư quốc tế, nhất là trong bối cảnh chúng ta thực thi cái hiệp định thương mại thế hệ mới, thì các đồng chí nói, tôi có rất chú ý là như Quảng có nói lại một câu mà tôi đã nói mà cái này rất đúng, như một chiếc lò xo bị bật, bị nén lâu ngày, bây giờ các ông chí bật lên, phát triển nhanh, bền vững. Xứng đáng là trung tâm của miền Trung và cả nước. Câu này vẫn phải chốt lại là một trong trung tâm miền Trung và cả nước. Bên cạnh kết quả đạt được, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cũng nêu ra một số tồn tại mà Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng cần lưu ý. Đó là lãnh đạo chỉ đạo thực hiện công tác xây dựng đảng, hệ thống chính trị trên một số mặt còn hạn chế, hoạt động của mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội chưa có nhiều đổi mới. Kỷ luật, kỷ cương hành chính có lúc, có nơi chưa nghiêm. Cải cách hành chính trong đảng còn chậm, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số cấp ủy, một số tổ chức đảng còn mờ nhạt, công tác phát triển đảng viên mới chưa đạt chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Công tác quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng cán bộ chưa có sự chuẩn bị dài hạn, nên dẫn đến tình trạng bị động, hụt hẫng, thiếu tính kế thừa. Lãnh đạo chỉ đạo một số nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội chưa theo kịp tình hình, một số vấn đề còn bất cập, thiếu đồng bộ. Còn 4 trên 11 chỉ tiêu về kinh tế xã hội chưa đạt, như tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn, GRDP bình quân của một người, tốc độ tăng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa, tốc độ tăng tổng vốn đầu tư phát triển, vai trò đầu tàu, động lực, tạo sự lan tỏa trong khu vực miền Trung Tây Nguyên chưa rõ nét, lợi thế về biển, đồng bằng, miền núi và huyết mạch giao thông Bắc Nam khai thác hiệu quả chưa cao. Bộ Chính trị, Ban Bí thư cũng cơ bản nhất trí với những phương hướng mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ tới của Đảng bộ thành phố Đà Nẵng. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc lưu ý thành phố Đà Nẵng cần chủ động nghiên cứu xây dựng thành phố với một tầm nhìn chiến lược trong tương lai. Tầm nhìn của Đà Nẵng là trở thành một thành phố thông minh, một trung tâm giao thương quốc tế, một điểm đến cho các nhà đầu tư và du khách trên thế giới. Những ý tưởng sáng tạo mới, phấn đấu như những gì mà Singapore đã làm được trên bình diện thế giới.
Vì vậy, yêu cầu đặt ra đối với Đà Nẵng là phải mở cửa, hội nhập, thu hút, hội tụ và giữ chân nhân tài, thu hút người giỏi và người giàu đến Đà Nẵng làm việc và sinh sống. Bộ Chính trị, Ban Bí thư cũng đánh giá cao dự thảo báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng khóa 21 đã thể hiện tinh thần tự phê bình và phê bình với thái độ nghiêm túc, khách quan, trung thực, thẳng thắn chỉ ra những ưu điểm trong lãnh đạo phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh và công tác đối ngoại, thực hiện các đột phá chiến lược, đồng thời đã chỉ rõ những khuyết điểm tồn tại, xác định rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan, nhất là nguyên nhân chủ quan về năng lực lãnh đạo, điều hành và khả năng dự báo. Bộ Chính trị, Ban Bí thư cũng cơ bản nhất trí với phương án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng khóa 22, cơ bản đồng tình với dự thảo nghị quyết đại hội, đồng thời thay mặt Bộ Chính trị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ nhiều kỳ vọng và chúc Đại hội Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ 22, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp. Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa bày tỏ sự cảm ơn chân thành tới Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và tập thể Bộ Chính trị đã dành sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên trong công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 22. Tập thể Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng sẽ tiếp thu đầy đủ các ý kiến chỉ đạo, đồng thời tổng hợp đầy đủ, hoàn thiện nâng cao chất lượng văn kiện, lãnh đạo chỉ đạo tập trung để Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 22 tổ chức thành công, góp phần vào thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.